đó chỉ còn AB 110 21 đầu bò. Thì trước khi làm nồi nha, cái xe này hiện tại nó đang bị rung ra đầu, nó yếu lắm. Bây giờ mình đây mở ra mình làm. Phun phòng xăng lọc gió rồi hết cho nó sạch sẽ, rồi bây giờ mình lấy cái nồi về mình làm cái nồi theo các bạn mình ha. Đó, dỡ bay bay đồ, cái này nó bị hư rồi cho nên mình phải thay nè, nó bị rơ đó. Nó bị rơ cái ắc này nè, chạy rất kêu lắm, mình phải thay cái chén mì mới với chuông nè, muối xo làm hết chạy cho nó nhẹ. Mấy 110 đầu bò này mình chạy mình làm nồi nó chạy mạnh hơn mấy chiếc 125 diêm đó, làm mà nó nhẹ lắm. Với lại mình chạy cái phần rung ra đầu, cái phục cái lỗi đó luôn. Bây giờ mình lắp vô rồi mình test thử cho anh em xem nha. Đây cái 110 sau khi mình làm nồi xong để mình test cho anh em xem cái gì khác biệt nha. Thank you.
xăng trên khung rồi. Cậu nó làm nồi xe này luôn nha, hồi nào hư mới làm. Tiếp tục ngày bận rộn đi rồi, ok lắm. Của mình đang khách đây, Vario B110 B125 SH 300 giờ. Đó, xe ở đây đang làm hết luôn.